tiêu tiền. Tiêu tiền mọi người ạ. Tức khắc. Thế giờ bây giờ em muốn như nào? Ý là anh lấy tiền của em mất tiền, anh lấy tiền của em à? Chính xác, em mất tiền. Em mất bao nhiêu? Em mất 50 triệu. Anh cầm tiền của em đi không? Em kiểm tra kỹ chưa? Em kiểm tra rất kỹ rồi. Ok, thì mình có buồn hay như thế nào thì mình vẫn phải kiếm tiền mọi người ạ. Rồi mình sẽ vào đầu tư Binomo nhé mọi người nhé. Ở đây có đầu tư tăng và đầu tư giảm nhé mọi người nhé. Mọi người mà muốn nạp tiền thì mọi người vào các giao dịch này, vào số dư tài khoản này. Ở đây có phần nạp thêm mà mọi người rút thì mọi người rút luôn ở đây nhé. Giờ Hà sẽ đầu tư 1.150.000 này. Ok, thì Hà thấy là biểu đồ có tỷ lệ tăng thì Hà sẽ đầu tư tăng nhé mọi người nhé. Ok, thì hãy đầu tư thành công rồi nhé mọi người nhé. Ai mà muốn đầu tư giống như Hà thì hãy bấm vào đường link ở dưới phần mô tả đầu tư giống như Hà nhé. Hello mọi người, đã quay trở lại với kênh của Hà. Thì ở video trước Hà đã có chia sẻ với mọi người là câu chuyện của Hà đang gặp phải, đó chính là anh đang có gặp gỡ một cô gái khác. Thì ở video trước Hà cũng nói luôn là Hà sẽ tìm hiểu từ cơ câu chuyện này là như thế nào. Thì sau một thời gian tìm hiểu thì Hà đã biết được sự thật là anh đang thực sự là có qua lại với cô gái ấy mọi người ạ. Hà đã có hy vọng là cái chuyện đấy chỉ là hiểu nhầm thôi chứ không phải là sự thật. Nhưng mà sau thời gian tìm hiểu thì Hà rất là thất vọng. Bởi vì là không ngờ là anh đang làm như thế thật sự với mình mọi người. Thì dạo gần đây Hà cũng rất bận, Hà không thể nào mà theo dõi nhất cử nhất động của anh đang được. Hà không thể nào mà đi theo để Hà xem là anh đang làm cái gì được mọi người ạ. Cho nên là Hà đã nhờ một bạn, vì bạn ấy có đi theo và bạn ấy xem là anh thường gặp gỡ ai và anh đang làm cái gì. Thì bạn ấy có quay lại cho mình được một vài video và chụp lại cho mình một vài ảnh, thì là anh có gặp gỡ một bạn nữ. Và theo Hà tìm hiểu thì bạn nữ ấy chính là người yêu cũ của anh Đang rồi nhỉ. Theo như Hà đã tìm hiểu là Hà đã hỏi một vài người thân, Hà đã đưa bức ảnh đấy hỏi một vài người thân và những người mà chơi với anh Đang rất lâu rồi để hỏi xem là có biết bạn nữ này không. Thì mọi người thì có người nói mình đấy là người yêu cũ của anh Đang rồi nhỉ. Thì Hà không biết là cái mục đích mà anh Đang và bạn nữ đấy gặp nhau thường xuyên để làm gì. Và đã là người yêu cũ thì rất là khó làm bạn. Chắc hẳn là mọi người cũng biết là rất là khó làm bạn bình thường với người yêu cũ đúng không ạ? Thì Hà không hiểu lý do gì mà anh Đang và cái bạn nữ đấy đã chia tay rồi mà vẫn có thể mà qua lại với nhau thường xuyên như thế. Mà Hà cũng không biết là cái hai người đã qua lại với nhau lâu chưa, mà Hà mới phát hiện ra gần đây thôi. Thì cái câu chuyện nó diễn ra như vậy đó là quá sức chịu đựng của Hà rồi nhé mọi người nhé. Hà sẽ không thể nào mà Hà để cái câu chuyện này nó cứ tiếp tục như vậy được, thì Hà sẽ làm rõ câu chuyện này. Thì Hà có để ý đến từ khi mà biết chuyện là anh ấy có khả năng là đang qua lại một người bên ngoài, thì từ cái hôm đấy là Hà đã có để ý nhiều hơn đến anh Đang. Và Hà có để ý là anh ấy ra ngoài rất là nhiều hơn bình thường, và cái điện thoại của anh ấy giữ theo người ấy, là kể cả khi đi vệ sinh hay là đi tắm hay là đi bất cứ đâu, anh ấy cũng giữ khư cái điện thoại mọi người. Anh không thể thả cái điện thoại ra một lúc nào luôn ý. Thì Hà để ý đến, Hà đã canh đến lúc khi anh ấy ngủ thì Hà mới kiểm tra được cái điện thoại của anh ấy, thì anh thấy anh ấy thay đổi mật khẩu điện thoại mọi người. Nếu mà thực sự là không có một vấn đề gì mờ ám hay là không có một cái chuyện gì đấy nó không được đàng hoàng thì không việc gì phải làm những cái chuyện mà giấu giếm như thế, phải không mọi người? Thì Hà đã có để ý hơn đến điện thoại của anh ấy, thì Hà đã nhìn được cái mật khẩu điện thoại mới của anh ấy, thì Hà đã vào Hà kiểm tra. Thì trong ấy có cuộc gọi và tin nhắn rất là nhiều với bạn nữ ấy, thường xuyên là hẹn nhau đi uống nước và đi cà phê mọi người ạ. Hà chưa chắc chắn là anh ấy qua lại hay anh ấy quan hệ một quan hệ tình cảm gì với bạn nữ đấy nhá. Bạn ấy là người yêu cũ mà, cho nên là cũng chưa chắc chắn là có quan hệ tình cảm gì cả, hay là có một việc gì khó nói mà anh không nói với mình nha mọi người nhá. Thì hôm nay Hà sẽ đích thân, Hà sẽ nhờ cái bạn theo dõi ấy. Thường Hà đã nhờ theo dõi gần đây này,
thì sẽ đi theo anh ấy để xem là anh ấy với bạn kia hôm nay có gặp nhau hay không, hay là khi nào gặp nhau thì gọi cho Hà. Thì Hà sẽ đích thân Hà ra chỗ đấy để Hà xem là anh đang ấy và bạn nữ kia đang làm gì và mối quan hệ của họ thực chất là đang là như thế nào. Hà sẽ không để chuyện này diễn ra lâu nữa nha mọi người nhé. Mọi người hãy xem hết video để xem là anh đang làm cái trò gì nha mọi người nhé. Cho người theo dõi hơn một tuần nay rồi thì thấy anh qua lại với con bé này rất là nhiều nhá mọi người nhá. Mình vẫn đang thắc mắc là tại sao lại đưa tiền cho nhau như thế này mà không hề nói gì với mình nhá. Rất là vui vẻ. Cả cho người đi theo dõi thì mình cũng nghĩ là anh ấy không đến mức như thế này. Không cần gì nói rồi, về thôi. Ok thì mình đã vừa đi về mọi người ạ. Mình vừa đi chứng kiến cảnh anh ấy đi gặp bạn nữ kia về mọi người ạ. Và mình đã nhìn thấy là anh ấy đưa tiền cho bạn nữ ấy. Và sâu hơn nữa là khi mình về nhà mình kiểm tra thì số tiền đấy là số tiền của mình không đủ. Và hôm trước mình đã đi rút, mình cất vào trong két. Thì mình không hiểu lý do tại sao anh ấy lấy tiền đi mà anh không nói một câu nào với mình, mà anh ấy mang tiền đi đưa cho bạn nữ ấy làm cái gì. Số tiền đấy là số tiền mình đã rút về, mình cất vào trong cái để mình
xử lý công việc của mình. Sắp tới là mình có công việc mình cần sử dụng đến tiền và mình đã đi rút tiền ra, mình để mình đã cất đi. Mà lúc nãy mình đếm tiền thì không còn đủ, mà thiếu mất đi một cọc 50 triệu rồi nha. Thì mình không biết là anh ấy đã dùng cái số tiền đấy anh ấy đưa cho bạn kia để làm cái gì. Và anh không nói mình một câu nào hết nha mọi người nha. Ok thì chuyện này mình sẽ phải giải quyết với anh Nam mà mình sẽ phải làm rõ chuyện này. Tại sao anh ấy lại làm như thế. Rồi mình sẽ đặt một góc quay ở trong phòng. Thì anh ấy có về thì mình sẽ làm rõ cái chuyện này xem là anh ấy đang làm cái trò gì nha mọi người nhá. À ơi. À. Dạ. Đi em. Đi có việc về à? Em ta phải tính nhá, ngồi đây em nói chuyện với anh tí đã. Thì nói đi. Em có chuyện cần nói chuyện với anh. Thì nói cứ nói đi. Anh có nghiêm túc nói chuyện với em không? Anh phải đi đâu về đấy? Đi công việc. Việc gì ạ? Anh có việc gì? Sao lại nói đi? Anh có nói chuyện được tử tế với em không? Em đang rất là bực mình đấy. Anh tắt cái máy tính ra nói chuyện với em. Đây nói đi. Anh vừa đi đâu? Đi có việc. Việc gì? Nhờ cái gì? Em đang nói chuyện nghiêm túc cơ mà. Thì nói đi anh làm gì? Chửi anh. Em hỏi là anh vừa đi đâu, có việc gì? Em hỏi làm gì? Sao hôm trước em nói là anh đi đâu, nói với em một tiếng, anh bảo anh sẽ nói mà. Anh nói với em không nghe, anh nói được gì nữa. Anh đi đâu? Bây giờ em hỏi. Anh bảo đi việc các bạn gì, anh về đấy chứ. Việc gì? Đi quán xem cái quán thôi. Em tưởng anh đi gặp bạn giờ lại bảo đi quán. Nhưng mà làm sao? Em đang bảo là em cần biết là anh đi đâu. Cứ biết đi đâu thôi gì? Ừ. Anh vừa đi đâu? Anh ra ngoài quán anh xem người ta làm quán ở đâu rồi chứ. Sao lại đi ra ngoài quán hay đi gặp bạn? Đi ra ngoài quán đi thôi. Đi làm sao? Anh biết ông nội em rút tiền không? Tiền gì? Bây giờ em bảo em mất 50 triệu. Đúng. Để em bảo anh lấy của em đúng không? Chính xác.
Kiểm tra kỹ rồi gì? Em nói với anh này, nhà này có 3 người ở. Có em, anh nhiều với anh. Chỉ có em và anh biết mật khẩu két thôi. Nếu mà không phải em lấy đi thì chỉ có anh lấy đi thôi. Trộm không phải là vào đây mà lấy đi được. Và anh nhiều, anh cũng không biết mật khẩu nhà, không biết mật khẩu két. Bây giờ anh mượn của em 50 triệu. Tại sao không nói? Em hỏi từ nãy giờ anh chối. Anh mượn cuối tuần sau anh trả. Tại sao anh không nói với em? Anh xin công việc để anh biết. Anh lấy đi rồi em mới nói. Từ nãy giờ em hỏi anh bảo anh không lấy. Thế anh mượn em không cho là sao? Em chưa bao giờ em khó khăn vì cái vấn đề tiền nong gì cả. Nhá. Bây giờ em có hỏi anh bây giờ anh mượn cuối tuần sau anh trả. Được chưa? Từ từ để em nói đã. Em mà hỏi anh là anh có biết tiền của em đi đâu không? Tại sao anh bảo anh không biết? Từ anh mới nói. Thế giờ anh học cái tính em đâu đấy? Chứ giờ anh có như thế đâu? Bây giờ anh bảo anh mượn được chưa? Em mang tiền đi đâu? Mang tiền này với công việc của anh. Công việc gì? Gửi về nhà cho bố mẹ luôn. Gửi về nhà cho bố mẹ. Em nói chuyện mẹ anh, mẹ em có nói là cần tiền gì đâu. Chứ là mẹ em thì bảo với mẹ anh thì bảo với em là cần tiền à? Thật à? Thế anh gửi đến cuối tuần sau anh thật à? Gửi 50 triệu. Thật à? Anh đang nói nghiêm túc. Thật à? Anh gửi tiền với cho bố mẹ thật à? Ừ. Được chưa? Đến cuối tuần sau anh đưa. Hôm nay là thứ hai. Rồi lúc đấy em có việc thì anh khắc sắp xếp được đưa đủ cho em 50 triệu. Em muốn là anh có chuyện gì anh phải chia sẻ với em. Còn nếu khi nào mà anh không cảm thấy anh không còn yêu em nữa hay là anh muốn một mối quan hệ khác, anh nói với em. Em với anh đàng hoàng chấm dứt mối quan hệ này để anh đến với người khác. Thì chỉ mà đến với người khác. Em nói ra cái chuyện gì bây giờ anh bảo anh mượn tiền của em thì thằng tụi anh trả. Còn anh trả có đây là lần thứ hai em nhắc đến cái vấn đề là anh mà muốn đi cùng người khác, anh không muốn đi cùng em nữa. Thì anh nói với em một tiếng. Anh có thể là anh hết yêu em nhưng mà anh không thể nào mà anh cũng tôn trọng em như thế. Rồi, thế rồi bây giờ xong rồi thì bây giờ anh bảo là xong. Chưa xong, chưa xong. Em vẫn đang nói chuyện với anh. Bây giờ muốn nói cái gì? Nếu mà ngày nào anh còn là người yêu của em ấy thì anh cần tôn trọng em, anh cần có vấn đề gì anh cần nói với em. Anh lấy tiền của em đi, anh không nói một tiếng nào như thế. Khi em hỏi anh bảo anh không biết. Tiền của em giữ, anh không biết. Thế trong cái nhà này chỉ có em với anh. Bây giờ đến lúc em hỏi mãi thì anh mới nói là anh mang về gửi cho bố mẹ. Anh đang làm cái chuyện gì giấu em phải không? Công việc của anh thì anh muốn nói cho em biết. Việc gì? Việc gì mà không khó nói? Muốn nói thì em đừng có ép anh nói. Còn anh cũng trả được cái lợi lộc gì mà anh phải làm cái này kia rồi. Em nhắc lại cho anh một lần nữa này, khi mà em đã hỏi ấy thì là em phải biết cái gì rồi anh thì em mới hỏi. Em cũng không phải một người đơn giản dễ qua mặt đâu. Anh có thể là anh qua mặt những người khác nhưng mà anh đừng có mong là anh qua mặt em. Vậy bây giờ em muốn nói cái gì nữa? Bây giờ tiền thì anh bảo anh mượn của em. Em muốn anh nói cho em muốn anh nói cho em sự thật là anh đang làm cái gì sau lưng em. Trả lại cái gì? Bây giờ trước tiền anh mượn em rồi anh trả lại thôi. Còn em muốn mà em bây giờ anh đưa em cũng được. Không cho em mượn thì thôi. Có gì đâu. Anh chưa bao giờ em khó khăn một cái vấn đề tiền nong gì. Ừ, mà anh là cái người hiểu rõ em nhất cho nên là anh đừng có thái độ như thế với em.